Chào quý cô bác và anh chị. Đây là ngày 12 tháng 2 năm 2022 á. Mình có về mấy cái dòng máy tính bảng iPad với mấy cái dòng 10 inch Android cũng cao và mấy dòng điện thoại. Chút nữa mình sẽ chia sẻ báo giá từ cái điện thoại máy tính bảng. Cả nhà xem mua ủng hộ giùm mình nha. Giờ nay em có về một cái iPad 4 nha cả nhà. iPad 4 màn hình 10 inch nha. Mặt kính trước được trên 80%, không trầy xước nhiều nha. Mặt sau cũng vậy. Đây mình tích cảm ứng nha cả nhà. Đây tích cảm ứng. Rồi em tích camera nha. Máy này mua về cho con em mình học online được nha cả nhà. iPhone 4 này là RAM là 16GB nha. Camera trước giá 1.7 triệu nha cả nhà. iPhone 4 iPad 4 nó lộn. Rồi tiếp theo hôm nay có về cái cây Mate nha. Cái này là màu trắng bạc. Mate 10 Pro. Android nó 9 chấm nha cả nhà. Mặt kính trước được trên 80%, mặt sau cũng vậy chị. Có dán kim tuyến nha. Android nó 9 chấm giá 1.1 triệu. Cho con em mình học online được nha. Vô máy ảnh. Đây camera trước. Camera sau. Rồi tiếp theo em sẽ test âm lượng. Cái này hát karaoke này kia học online vẫn được nha cả nhà. Rồi Mate Tab 10 Pro giá 1.1 triệu, màu trắng bạc, màn hình 10 inch. Tiếp theo em có về cây Mi Bass nha. Mi Bass màu trắng, màn hình cũng 10 inch nha cả nhà. Mi Bass cây này là 32GB nha. Em xóa bớt ứng dụng vô Android nó. Cây này 32GB. Kiểu máy 76B Android 5 chấm mà nó là 32GB nha. Giá 1.1 triệu nha cả nhà. Màn hình 10 inch cho con em mình học online được. Camera trước. Giá 1.1 triệu màu trắng. Mi Bass màn hình 10 inch nha. Máy được trên 80% nha cả nhà. Rồi tiếp theo em có về cây Tab 3. Cây Tab 3 này em cũng thường bán nha. Máy được trên 80%, cây Tab 3 này giá 650k. Camera nè cả nhà. Đang quay phim. Camera sau. Giá 650k màu trắng nha cả nhà. Đây, em tới cảm ứng cho khách luôn. Màn hình không liệt nha, máy nghiêm chỉnh nha. Giá 650k màu trắng. Rồi tiếp theo em có về cái Tab 4. Tab 4 lúc nào cũng nhập hàng nha cả nhà. Màn hình 8 inch. Cây này chắc hết pin rồi quá. Ờ à, còn pin. Em tích cảm ứng nha cả nhà. Rồi giá 900k. Tab 4 nó Android 4.4. Xài Zalo, Facebook, TikTok được luôn nha cả nhà. Nói chung vòng Tab 4 này em bán được lắm, cho nên lúc nào đi lấy hàng cũng nhập hết. Máy được trên 80%. Em tích chuông âm lượng luôn. Rồi giá 900k màu trắng Tab 4.
Rồi tiếp theo còn cái cây mắt tay à. Mắt tay tắp 8A Android 8 chấm nha. Xin test cảm ứng nha cả nhà. Cây này là màu trắng bạc. Cho con em mình học online, Zalo, TikTok đều được hết nha. Android nó tới 9 chấm lần, 8 chấm lần nha. Chơi Zalo, Facebook, TikTok được hết. Giá 900k. Máy được trên 80% nha cả nhà. Rồi, tiếp theo em có về cây Lenovo. Cái Lenovo này là mình vô lớp mình học được nha. Camera nè. Màn hình này là màn hình 7 chấm. Camera trước. Mình test cảm ứng nè cả nhà. Để mình vô cái room nè, room nè, room Google Maps để học được nha. Android, màn hình nó 7 chấm thôi. Mình vô mình coi Android nó rồi. Giới thiệu Lenovo T8. Android nó tới 8 chấm nha, màu đen. Máy màu đen rồi nha cả nhà. Android nó 8 chấm. Để em test chuông âm lượng luôn. Cây này giá 750k nha, cho con em mình vô Google Maps học được nha. Đó, giá 750k màu đen. Rồi tiếp theo có về một cái lít nha cả nhà. Cái này là cái lít. Cái lít màn hình 10 inch nha. Rồi em lỡ chở hàng về nhiều quá nó bị cấn kính bể nè, cấn kính thôi. Máy xài nghiêm chỉnh. Nè nó cấn kính một đường giữa nè cả nhà. Nè cấn kính. Cảm ứng nè. Máy vẫn mượt nha. Vẫn lướt mượt nha, nó bị cấn kính thôi. Cây này màn hình 10 inch. Thì em vô em coi Android nó mấy chấm kìa. Mặt kính trước được trên 80% nha. Mặt sau cũng vậy, nó chỉ bị cấn kính thôi chứ không bị tệ xước gì nhiều. Android nó 6 chấm nha. Lít T6. Nó Android 6 chấm, cây này là lít T6. Em để giá là cái này em để giá 600k luôn cả nhà. Màn hình 10 inch bị bể kính nha. Lít giá 600k. Khách nào có nhu cầu mua liên hệ em số điện thoại 0388792574. Ship toàn quốc nha. Miền Tây, miền Nam, miền Bắc, miền Trung ship hết. Khách nào có nhu cầu mua cứ liên hệ em số điện thoại 0388792574. Đây. Em có về một cây Samsung. Máy được trên 80% mặt trước. Và mặt sau nha. Cây này giống cái cây hồi hôm qua em có về á. YouTube đỏ, YouTube đen. Vô cài đặt. Cài đặt chung. Nó là Android 4.4 nha. Nó không bằng cái tab 4 nha cả nhà. T337A. Cây này giá 750k. Màu trắng T337A giá 750k. Máy được trên 80% nha cả nhà. Rồi tiếp theo nay em có về hai cây iPhone 5S. Nay em về hai cây, một cây màu vàng đồng và một cây màu trắng bạc nha cả nhà. iPhone 9 hãng, mình bán là iPhone 9 hãng nha. Vô giới thiệu điện thoại nè. iPhone 5S. Cây này em mượn nó 16GB nha. Máy không dính hay lao gì hết, máy sạch, mua về chỉ xài thôi. Không dính cờ lao gì hết. Cây này giá 950k nha cả nhà. Hai cây luôn. Màu trắng bạc và màu vàng đồng. Giá 950k. 2 3 4 5 6. Máy sạch. Vô cài đặt máy, cài đặt chung. Giới thiệu điện thoại. 16GB luôn nha. Giá 950k. Tiếp theo nay em có về mấy cái dòng mi nha cả nhà. Hai cây mi nha. Một cây mi màu đen và một cây mi màu vàng đồng.
RAM 3 GB32 chơi game Liên Quân Chi Phai rồi được. Nó là Mi 4. RAM 3 GB32 nè cả nhà. Màu đen và màu vàng đồng. Màu vàng đồng cũng Mi 4 luôn. Rồi em cũng có về cây Mi màu đen nữa. Cũng 32GB nha cả nhà. Hai cây màu đen, một cây màu vàng đồng. Chơi game Liên Quân Chi Phai rồi được, máy đẹp. Để em test cây này chuông âm lượng. Ba máy đều đẹp trên 80% hết nha. Hai màu đen, một màu vàng đồng. Rồi. Giá 1.100.000 nha cả nhà. RAM 3 GB32 giá 1.100.000. Màu đen, hai cây trên màu vàng đồng. Gì vậy? Dạ, tiếp theo em có còn một cây 5 thường nha. Hồi nãy là iPhone 5S, còn cây này 5 thường. Máy sạch không dính hay lau gì nha. Cây này giá 700.000 nha cả nhà. iPhone 5 thường giá 700.000. Máy sạch không dính hay lau. Màu đen. Tiếp theo em có về cây F1 tiếp liên nha. Màu hồng. Máy đẹp trên 80%. Cả nhà thông cảm giùm em nha, về hơi tối cho nên quay nó hơi tối. F1 tiếp liên, cái này RAM 3 16GB. Xài Zalo, Facebook, TikTok được luôn nha cả nhà. Máy đẹp trên 80%. Apple. Màu hồng. Đây em test cảm ứng không? Giá 900.000 nha cả nhà. Rồi tiếp theo em còn cây Asus màu hồng. Cây này RAM 3 GB32. Cây này là Asus Zenfone X00D Android 7.0, RAM 3 GB32 chơi game Liên Quân Chi Phai được không nha cả nhà. Đây em test cảm ứng. Nói chung những dòng máy em bán trước lúc em bán cho khách đó là thứ nhất là màn hình, thứ hai là pin nha, màu hồng. Cây này giá 1.000.000. Rồi tiếp theo em còn cây 5S. Tiếp theo là cây Z7+. Z7+ này RAM 4 GB32 nha cả nhà. Màu vàng đồng có dán kim tuyến. Giá 1.700.000. Chiều xe còn chạy hơi ồn cả nhà thông cảm giùm em nha. Giá 1.700.000. Chơi game Liên Quân Chi Phai được, máy bao full nha. Rồi, tiếp theo em có về cây Apple. Vô cấu hình cài đặt. Giới thiệu điện thoại. Apple 8001. Nó là 16GB nha cả nhà. Màu xanh đen, máy được trên 80%. Xài Zalo, Facebook, YouTube đều được. Này. Máy không chạy sức nhiều, máy được trên 80%. Giá 750.000. 16GB. Apple màu đen. Rồi tiếp theo em còn cây Asus. Đây là lộn, cây Vinmat. Cây Vinmat màu trắng. Nó là 16GB nha. Vinmat Be. Màu trắng. Em tắt cảm ứng luôn nha cả nhà. Giá 900.000. Đó chuông đó cả nhà. Có tin nhắn á. Màu trắng giá 900.000. Vinmat của ông Vinmat Việt Nam sản xuất nha cả nhà. Rồi tiếp theo còn cây Huawei i6 Dream. Cây này giá là 1.300.000, RAM 2 GB16. Màn hình 5.2 nha. Xài dấu vân tay nha. Rồi tiếp theo em có cây
G7 Dream còn gọi G7 Dream là RAM 3 GB32 chơi game Liên Quân Free Fire đều được. Để em test cảm ứng camera trước, camera sau. Giá 1.400.000 nha cả nhà, là 1.400.000 nha cả nhà. Máy được trên 80%. Thôi sẵn em test luôn chuông luôn. Vô cấu hình cài đặt. Nói chung những dòng Samsung này chuông nó rất là to. Nói chuông đó cả nhà, giá 1.400.000 màu hồng. Em có cây màu vàng nữa nha. Đây cây màu vàng, máy cũng được trên 80% nha cả nhà. Giá cũng 1.400.000. Tết cảm ứng cây màu vàng đồng và cây màu hồng. Chơi game Liên Quân Free Fire được hết. Máy được trên 80%. Giá 1.400.000. Tiếp theo em có về hai cây 5S nha. RAM 2 16GB, nó là 16GB nha. Tài Zalo, Facebook, TikTok được hết. Máy được trên 80%. Hai cây màu đen. Giá 750.000. Cây màu đen nữa nha cả nhà. Xe chạy qua lại nó hơi bụi á, cả nhà thông cảm giùm em. Máy cũng được trên 80%. Em tết cảm ứng nha cả nhà. Em bán Samsung là chính hãng, màn hình riêng nha. Rồi tiếp theo em còn cây Huawei nữa. Nó RAM 2 GB16, Huawei i6 RAM 2016, màu xanh dương đậm nha cả nhà, màu xanh dương đậm. Máy được trên 80%. Nó xài dấu vân tay luôn nha cả nhà. Máy giá 1.200.000 nha. Màu xanh dương đậm. Rồi tiếp theo những dòng ghi hay rim á, là lúc nào cũng nhập nha cả nhà. Ghi hay rim G530, mà nay G530 em hết rồi, không còn một cây nào hết. Bây giờ em chỉ còn ghi hay rim thôi, màu vàng đồng và màu hồng nha. Màu hồng hột gà. Nay em có về 4-5 cây luôn nha. Ghi hay rim giá 750.000, khách nào có nhu cầu mua thì liên hệ em giùm. Nói chung những dòng ghi hay rim này lúc nào cũng nhập hết á. Nó là xài Zalo, Facebook, TikTok được, học online được luôn nha cả nhà. Giá 750.000, màu vàng đồng và màu hồng nha. À, tiếp theo còn cái Apple. Cái Apple này mặt kính trước được trên 80%, mặt sau cũng vậy nha, chưa dán lột nha. Khách trước xài có dán, kia dán không cậy nè, chưa lột. Khách nào mua về thì lột giùm em. Cây này RAM 1 16GB, nó cũng nằm là 16GB luôn. Giá 750.000 luôn nha cả nhà. A33W Android nó 5 chấm. Nó là RAM 2 luôn, RAM 2 GB16 chứ không phải RAM 1 nha cả nhà. Giá là 750.000. Làm tách cao ứng luôn nè cả nhà. Màu trắng giá 750.000. A37W. Rồi tiếp theo em có về cây Asus màu vàng đồng. Cây này giá 800.000, Android nó 7 chấm nha. Asus S008D. Màu vàng đồng. Có xài dấu vân tay luôn, giá 800.000. Rồi tiếp theo em còn cây Lenovo nha. Lenovo này giá 500.000. Nó 16GB nha cả nhà. Máy cầm pin nha, máy nghiêm chỉnh nha. Rồi tiếp theo em còn cây Asus Zenfone. Asus Zenfone, để em vô cái đó. Em đang test máy mà nó hết pin đó cả nhà. Đang test máy mà nó hết pin cho nên em không có test máy được nữa. Cây này là giá là 650.000 nha cả nhà. Màu vàng kinh tiếng, bị hết pin rồi, em sạc chút. Rồi tiếp theo em có về cây Samsung màu trắng. Cây này em sạc mà em chưa mở nguồn. Cây Samsung G7102, cây này giá 500.000. Màu trắng, màn hình 5 inch. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho khách. Em tất cảm ứng giá 500.000 nha cả nhà. Màu trắng. Rồi tiếp theo em còn cây
còn cái Vinmax màu trắng là Vinmax P3 giá 700k màu đen. Tiếp theo còn cái Vetu nha, cái Vetu này giá 400k mà hết pin rồi cho nên em không tắt máy được. Cái Vetu này vẫn xe xin bình thường nha, máy cổ nha, giá 400k. Em còn cái Nokia màu xanh nha, giá 150k nha cả nhà. Tiếp theo em còn cái mini Samsung mini Samsung Z1 mini giá 400k màu vàng đồng. Rồi tiếp theo em còn cây hot dot, cái hot dot này là màu vàng đồng giá 750k, màn hình 5 chấm, Android nó tới nha, là nó là RAM 2 nha cả nhà, GB16 có 16GB á, giá 750k màu vàng đồng. Rồi tiếp theo em còn cây Note 2, cây Note 2 này là giá là 600k, mặt kính trước hơi xấu cái gì nha, máy chỉ được 80% thôi, giá 600k. Note 2 RAM 2 GB16. Rồi tiếp theo em còn cây Asus màn hình 5 inch nha, cây này giá 600k màu đen. Rồi tiếp theo em còn cây Mate Mate này màu trắng bạc, giá là 750k. Rồi Thúy An xin kết thúc video ở đây. Mong quý cô bác và anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh giùm em, cho em một like để em có động lực làm nhiều cái video hay và mua được nhiều dòng điện thoại và máy tính bảng bán cho cô bác và anh chị xài. Hẹn clip sau. Ngày nào em cũng quay video là có máy mới về em mới quay nha cả nhà. Còn ngày nào em không đăng video là không có máy á. Cho nên cả nhà cứ xem theo dõi kênh của em, nhớ nhấn chuông và đăng ký kênh để có video.